mua đi, mua đi. Wow, thơm quá, bánh bột lọc ngon quá. Nè nè, đi mau đi, bên kia cũng kìa. Đi đi. Đi cá. Tử Bằng, làm mau hiện thân đi. Tử Bằng, mau hiện thân. Vừa trời nó có người cốt cơ lên tàu. Vợ con người có chuyện mới nói với người. Mau tới chỗ lệnh cốt của tại hiện thân. Cậu sao rồi? Chắc vợ tao kiếm tàu lên trời nữa. Chẳng lẽ cô chính kêu cậu? Hiện thân. Không mấy tàu. Không được. Cậu miệng thân trước mặt bả, mất công bả thương tiếc cậu. Hiện thân. Ở nhà từ đâu? Tao phải tới đó. Tao phải tới đó. Sao sớm còn chưa hiện thân? Tôi nghĩ hắn đã tới đây rồi. Tứ Bận, có phải anh đã hiện thân hay không? Tứ Bận. Bà nói cho cô biết, tôi với cổ người và ma khách biệt. Chúng tôi không có nên gặp mặt nữa. Biểu cổ từ nay đừng kiếm tôi. Có lời lẽ gì thì cứ việc nói cho cổ biết đi. Tứ Bận, Tứ Bận, anh hiện ra gặp em đi. Em biết anh đã tới đi. Em biết anh đã hiện thân rồi. Anh có biết là em đã vì anh làm nhiều chuyện rồi không? Anh gạt em nói đi đâu thôi. Bộ anh tướng làm như vậy, em có thể hoàn toàn quên được anh hay sao? Từ nhỏ tới lớn, tình cảm đã mười mấy năm, anh tưởng rằng làm như vậy là chức sợ. Tứ Bận, anh ra đây gặp em đi. Có chuyện gì mình cứ giáp mặt với nhau nói thẳng. Em không muốn như bây giờ không minh không bạch. Rõ ràng là anh gạt em. Anh có biết em đau khổ lắm hay không? Cần hiển linh, trồng cái nhân rồi nhất định phải có quả. Cậu có trách cũng vô dụng thôi. Tại sao anh đối xử với em như vậy?
Thật ra anh đã chết rồi. Mình âm dương ngăn cách không thể nào đâu mà. Em đừng như vậy nữa. Nếu không thì anh chết không được thỏa mãn. Em hiểu. Em hiểu được. Em hiểu mà. Anh yên tâm đi Tử Bằng. Người với ma khác biệt. Tại em mơ tưởng được sống bên cạnh của anh. Lệ Quân à, đã có Như Châu ở bên cạnh lo cho anh. Em yên tâm lắm rồi. Thiệt đó, em đã nghĩ thấu được. Cũng tốt, anh đã nói rõ ràng hết cho em biết. Nếu cho em quên đi anh, anh phải tốt với Như Châu đó, biết chưa? Đừng có làm ra dáng vẻ của cả anh nữa. Không có đâu, anh đã bỏ hết rồi. Cả cái tấm đó mà anh cũng bỏ được. Như Châu thiệt là hay quá. Thôi được, em đi về nha. Bảo trọng. Em cũng phải bảo trọng nha. Cậu nghĩ coi mà có cái gì không? Chắc là không có gì đâu. Cô cũng đã nghĩ thông rồi mà. Cậu dám bảo đảm sao? Tại sao không chứ? Do trách nhiệm cô nói mà. Nè mình về đi. Thôi đi đi. Vì nhà nói má biết, anh đã dứt khoát ý bỏ rồi. Vậy đâu có sao. Thôi đừng có đánh thức bà. Bà không được khỏe đó. Tử Bằng. Má. Má. Tử Bằng. Má. Tử Bằng. Thưa bà. Con cũng tới luôn hả? Má, tại sao sức khỏe của má càng lúc càng yếu vậy? Má cũng không biết. Lẽ ra má tưởng thằng Long nó đưa thầy thuốc về khám cho má không có hạp. Ai ngờ đâu khám lại ông cũ còn tệ hơn. Không thôi chuyển khám thầy y đi. Đúng vậy, con nghe dường như thuốc tây y rất là hay lắm. Hay, uống thuốc tây rã rời lắm. Má biết trong mình của má mà. Bây giờ má như vậy, má sợ chịu không nổi. Nhưng mà nghĩ lại cũng tốt. Nếu như má đi luôn, má có thể xuống dưới sống chung với con. Má, má đừng có nói vậy mà. Đúng rồi đó bà. Bây giờ có mợ lo cho bà, chắc không có gì đâu. Đúng vậy má. Bây giờ bữa nay con nói với khoát cái cô Quân rồi. Cái gì? Con hiện thân ra gặp nó à? Má thấy càng ngày nó càng không thể bỏ con được. Con phải hiện thân ra gặp cổ đâu. Là do cổ nhờ cô Chính mời con lên đó mà. Nhưng mà lần này không có làm hại cổ. Cô nói là đã suy nghĩ thấu rồi. Từ nay không bao giờ nhớ con nữa. Thiệt hả? Dạ thiệt. Chào ha. Dạ phải. Con cũng chính tay nghe mà nói với cậu. Vậy thì hay quá. Vậy thì má đã được trọn vẹn tâm nguyện. Má mới được yên tâm. Má, má là vậy nữa. Là bởi vì chính vì vậy, má cần phải lo cho sức khỏe của má chứ. Má phải ráng lên kiếm cái đầu heo của hai người đó mà. Mong thì mong vậy thôi. Nhưng con người của nó cứng đầu lắm.
Con chơi với nó từ nhỏ tới lớn, con đã biết nó chứ. Con còn nhớ hồi con còn nhỏ hay không? Con kêu nó chở Miểu Từ để mà đi bắt ếch với lại nó đó. Ai ngờ đâu con lại cùng với Nhị Lưu đi đánh lộn, báo hại nó phải chờ con ở đó suốt cả đêm không về. Con nhớ chứ. Sau kỳ đó rồi con nói với cô, cô nói sao em dài quá vậy, tại sao phải chờ anh cả đêm vậy hả? Nhưng mà cô cảm thấy cô nói rất là đúng. Bận, em sẽ không xa anh đâu Tứ Bận. Quân à, con không có gì chứ? Sao thấy bữa nay con bơ phờ quá? Đâu phải, chắc có lẽ tối hôm qua con ngủ không được ngon. Anh nè má à, con có kêu chị Tư nấu cháo cho má ăn rồi. Má đã nói là má không đói, má không muốn ăn gì hết. Không ăn đâu có được. Con có hỏi chị Tư, chị nói tối hôm qua má chỉ ăn chén cháo rồi đi ngủ. Nếu má cứ như vậy, không bệnh cũng bị đói tới phải bệnh đó. Nếu ăn được thì thịt cá cũng không gì. Ăn không được, cho dù là thịt rồng cũng không có thấy ngon. À phải, tối hôm qua má lại nằm chiêm bao, má thấy thằng Bằng nữa. Anh nói cái gì vậy má? Nó nói là con đã hứa với nó, từ nay con phải sống cho tốt. Con còn phải lo cho má, con nhất định phải sống cho đàng hoàng. Con à, ở đời con phải chỉ biết lo cho người ta không, mà cũng phải biết lo cho tương lai của mình chứ. Một người đàn bà dù sao cũng phải có một người đàn ông ở bên cạnh mới tốt. Có nhiều khi dù có người đàn ông ở bên cạnh cũng chưa chắc là được thoải mái đâu. Có lẽ thằng Long có thể tin được. Má à, con biết ý của má về Tử Bằng, con biết tính toán cho con rồi. Vậy thì hay lắm. Ai đó? Là tôi đây, Lệ Quân. Bạn gái thức gì vậy? Vô đi Long à. Ờ. Chào bác, Lệ Quân. Hả, bác à, bữa nay thấy bác khỏe nha. À, bác thấy gia đình mọi người đều thoải mái, bác thấy cũng khỏe lây luôn đó. Để con đi coi chị Tư nấu ăn xong chưa. Thôi khỏi đi. Như vậy nè, con thấy chị Tư nấu cơm nhã cho bác ăn khó lắm, con mới biểu mài gạo, sau đó rồi mới nấu cháo cho bác ăn. Anh Long thiệt là tỉ mỉ quá. Cho nên má đã nói là hắn Long tin tưởng được lắm. Lê Quân, sao thế, thím Diện đi không được khỏe nha, tối qua không ngủ được à? Đâu phải. Thôi vậy đi, thím vô phòng nghỉ thêm một chút, ở đây tôi lo cho bác được rồi. Đúng đó Lê Quân à, con cứ nghỉ thêm chút nữa đi, lát nữa con phải ra ngoài tiệm, nếu không đủ tinh thần thì làm sao làm được. Thôi được, con đi nha má. Mi. Cậu Long. Cậu Long. Ờ, Tư à, cháu nấu xong chưa vậy? Dạ đã nấu xong rồi, tôi định là múc lên cho bà ăn đây nè. Ờ, tôi khỏi đi, tôi múc được rồi. Không được đâu cậu, ba cái thứ công việc này để tôi dừng ở làm mới đúng chứ. Tư à, cậu Long biểu chị làm cái gì thì làm cái đó đi. Ồ, bộ bây giờ chị rảnh lắm sao, ra ngoài quét dọn bàn thờ cho sạch đi. Ồ. Chút muối vô trong cháo để hơi mặn cho dễ ăn chút. Thấy cháo bác cũng muốn ăn lắm, nhưng cái miệng lại không thấy thèm. Cẩn thận nha bác.
Bác à, cậu nhớ không? Câu nói này hồi nhỏ cậu nói rồi mà. Còn muốn nói lúc mà con sốt, tới cái môi cũng đỏ hết luôn chứ gì. Vậy bác còn nhớ bác đút cho con cháu thế nào không hả? Đút vô đến miệng của con đó. Bác biết bác đút cho con ăn, con không dám ngậm miệng lại đâu. Nếu lúc đó bác không đút cho con ăn, con nghĩ bây giờ con không có cơ hội hầu hạ. Bác thấy con có hiếu, bác thì lạ ủi lắm. Có nhiều khi bác nhìn con, bác lại tưởng tượng là thằng Bằng. Rất tiếc, con không phải mang hồ đường. Con nói cái gì? Không có gì, bác ăn cháo đi. Chờ một chút. Hả? Có cái này bác muốn làm xong rồi bác mới yên tâm. Khoan đã, bác ăn cháo đi. Bác à. Bác à, cái gì vậy? Long à, đồ đạc ở trong hộp này là cho con đó. Ở trong đó là cái mạch mạo của nhà họ Đường. Bác giao nó cho con phải giữ cho đàng hoàng đó nha. Bác à, vậy không mấy gì tốt đâu. Dù sao con không phải là mang họ Đường, con người ngoài. Tại sao lại không được chứ? Mặc dù con theo má của con gả vô nhà họ Đường của bác, nhưng bác đâu có coi con như là người dưng. Ba của con chịu cho con bước vô nhà thì con là người của nhà họ Đường rồi. Con ngoan thì bác thương, con nghịch thì bác đánh. Con với thằng Bằng, bác thương như vậy đó. Bây giờ thằng Bằng nó đã mất, bác không đem đồ đạc của nhà họ Đường giao cho con thì giao cho ai đây? Hơn nữa bác không có còn bao nhiêu ngày, không lẽ mang hết cái đồ đạc này xuống dưới gặp thằng Bằng hay sao? Nè, cho con đó. Bác à, khoan à. Tại sao? Không, hồi nãy hình như cũng thấy con ruồi xa vào cháo á. Con múc ba chén khác bác ăn nha hả? Không cần đâu, bác ăn cũng không được. Thôi đi, hồi nãy bác nói muốn ăn mà. Muốn ăn tức là ăn được, nhất định phải ăn chứ. Con múc ba chén khác bác ăn nha. Chào cậu. Đưa đồ ăn sáng cho bà chưa? Dạ xong rồi. Và bây giờ bà cũng đã ngủ. Cậu Long à, không biết có cần hốt thêm thuốc cho bà hay không hả? Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao tôi ngưng tay không? Thật ra tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bà cũng đã già rồi, đã gần tới chỗ đó. Dù tôi không ra tay, bà không còn bao lâu đâu. Hơn nữa, tôi đã được những gì mà tôi muốn có. Ý của cậu muốn nói là chỗ này là giấy đất, giấy nhà và tiền trong ngân hàng của nhà họ Đường đó hả? Có những thứ này rồi thì tất cả những gì thuộc về của tôi. Cậu Long à, tôi chúc mừng cho cậu, cậu đã được tội nguyện hết rồi. Hết sức không kịp. Bà này là còn chưa tin tôi hẳn. Chuyện gì vậy cậu Long? Ở đây cái gì cũng có, chỉ là không có dấu ấn của nhà họ Đường. Nếu không có dấu ấn thì những giấy tờ ở đây tôi không thể nào bán đi được đâu. Cái này đâu khác gì giấy xúc đâu. Vậy cậu Long à, mình có nên tiến hành theo kế hoạch hay không? Không cần. Chưa tới giờ tuyệt vọng tôi chưa xài đó. Cô ra ngoài trước đi, tôi tự biết liệu.
Chào cậu Long. Chào cậu. Xin chào. Chào cậu Long. Biểu thím nghỉ thêm vài bữa mới ra mà tại sao ra liền vậy? Đã khỏe nhiều lắm rồi. Đã khỏe nhiều rồi. Thôi về nghỉ đi. Sổ sách tôi tính được mà. Thưa khỏi, tôi làm được mà. Cô nói làm được. Thím là mợ của nhà họ Đường, cần gì phải chịu đựng vậy? Mợ cả thì sao chứ, tôi cảm thấy tôi đâu có khác gì với mọi người. Sao đi nữa cũng được, cần nhất đừng miễn cưỡng. Nếu không thì tính lộn xộn không tốt đâu, đúng không? Yên tâm đi, tôi biết ở trong mình của tôi mà. Anh à, tôi thấy ở đây có mấy con số là ở bên Macau. Họ có đặt nhiều thuốc bổ của mình. Họ là khách lớn. Mình có cần qua bển cho hỏi với họ hay không hả? Thôi được rồi, tôi định hai bữa nữa qua Macau. Nếu có thể thì mình mời ông chủ đó ăn bữa cơm. Nếu nói chuyện xong xuôi thì muốn họ phải là tổng đại lý thuốc bổ của mình ở bên Macau. Thiệt hả? Ừ. Đồng thời tôi cũng làm xong bản hợp đồng rồi. Nếu không có gì trục đặc, tôi định qua bển lập hai căn tiệm nữa. Mở thêm chi nhánh ở bển, thím nghĩ sao? Được vậy thì hay lắm. Chuyện làm ăn của mình bây giờ đã ổn định. Cũng đến lúc phải phát triển ở hải ngoại rồi. Anh nè, thím đồng ý thì hay lắm. Nhưng mà nếu có thể tôi muốn đem dấu ấn qua bển. Nói chuyện xong lập tức ký hiệp đồng, khỏi cần lâu thôi. Được, tôi lấy cho anh. Nè. Không phải mộc này chỉ là một tiệm. Bây giờ tôi sắm tài sản của nhà họ Đường, phải xài ấn dòng họ Đường mới được. Dấu ấn? Tôi đâu có. Bác cả không giao thím à? Đồ đạc này quan trọng quá, má đâu có giao cho tôi được. Lẽ ra phải giao cho anh mới đúng. Bác gái cả thím không chịu giao, làm sao giao tôi được? Hay là vậy đi, tối nay mình về nhà hỏi má lấy. À được. Má. Bạn. Để con đỡ má. Cảm ơn con. Cẩn thận nha má. Bác à, ngồi đi. Hai đứa đi chung tới đây, một có chuyện à? Dạ là gì? Tụi con có chuyện này muốn thương lượng với má. Có chuyện gì tụi bay cứ tự quyết định được rồi. Má thiệt là tin tụi con lắm. Là vậy nè, anh Long nói muốn lập thêm chi nhánh ở Áo Môn nữa. Áo Môn? Cũng được lắm. Hăng Long à? Dạ. Con ngồi đi. Dạ được. Lúc trước thì bác chê ở bên Macau nhỏ, không muốn làm mất thì giờ. Nhưng mà bây giờ lại nghe ở bển đông đúc lắm. Đúng ra có thể làm ăn được. Cái quyết định này của con cũng đúng. Nhưng mua tiệm ở bển thì phải dùng dấu ấn của Đường gia, cho nên tụi con muốn thương lượng với má. Gia ấn hả? Nếu mua tiệm thì cứ xài cái mộc của tiệm mình là được rồi. Là như vậy, nếu mua tiệm mà không có gia ấn thì hơi rắc rối. Nếu bác thấy không tiện thì bác giao cái mộc đó cho Lệ Quân giữ được rồi. Sao lại bất tiện chứ? Bác đâu phải là không tin con. Bác đã đem tất cả giao cho con rồi. Nhưng mà dòng họ có quy định, cái mộc đó là đời này truyền lại cho đời khác, không thể nào giao cho người khác được, càng không thể nào giao cho người ngoài họ. Cho dù tới khi bác phải nằm xuống mà dòng họ không có nam đinh, thì cái mộc đó phải giao lại cho Miểu Từ quyết định, coi kẻ nào là người trưởng quản nó. Bác cái vậy đi, nếu quy định của dòng họ thì đừng miễn cưỡng nữa. Nếu như con thiệt là muốn mua tiệm thì cứ đem giấy tờ về đây bác đóng giùm cho. Yên tâm đi, chỉ cần sự quyết định của tụi bay thì bác chắc khoát ủng hộ. Đó chỉ là chuyện trễ nải một hai ngày anh Long ạ, không có vấn đề gì chứ? Chắc không mới nổi trục trặc đâu. Anh à, tôi còn công việc phải làm. Lệ Quân, ở lại bác gái nha. Xin chào. Bác gái, chào bác. Lệ Quân à, con nghe má nói nè,
gì thay đổi, cái trưởng mộc gia phả của dòng họ sẽ là con đó. Con không được đâu má. Tại sao lại không được? Má cũng đã giữ cái mộc đó bao lâu nay rồi. Nam đinh của dòng họ lại mất sớm hết, đã năm đời rồi là do đàn bà đảm đang hết. Má biết con không làm má thất vọng đâu. Con sẽ tận hết khả năng. Vậy thì hay quá. Lệ Quân à, còn nữa, má đã đem hết tất cả giấy tờ nhà đất và tài sản giao lại cho thằng Long giữ. Nhưng mà nếu thiếu mộc đó thì cũng coi như là vô dụng. Cho nên từ nay hai đứa tụi con phải hỗ trợ lẫn nhau. Một người trưởng kế, một người giữ mộc, tiếp tục vì dòng họ Đường khuếch trương việc làm ăn. Nhìn căn bệnh của bà thế nào? Thưa cậu Long, tôi vì không muốn để người ở thấy bà có điều gì mà phải sanh nghi thắc mắc đó. Tôi đã nói với người ở là bệnh của bà càng lúc càng nặng, dường như là không được lâu. Vậy cũng tốt, ít ra cũng tiện bớt công việc của mình. Ý, cậu Long, cậu không phải nói để lấy xong cái mộc đó rồi mới ra tay sao? Cái mộc đó không thể nào đoạt được. Là vậy, thật ra bà đã sống vô dụng lắm, nhưng tôi thì không muốn giết liền. Vậy ý của cậu Long muốn như thế nào? Bây giờ nhà họ Đường trên dưới rất tin tưởng tôi lắm. Lý do là bà đó tin tôi. Nếu để bà tự nhiên nằm xuống thì trái lại còn nảy sinh thêm chi tiết. Tốt hơn hết, phải làm cách nào khiến cho bà đó hoàn toàn bị tôi thao túng. Tôi nói cái gì bà cũng chịu nghe, vậy là tốt nhất. Đúng, hiện tại thì thấy bà bệnh lắm, nhưng mà bà chưa có đến nỗi khờ khạo luôn đâu nha. Khờ không khờ do cô nói với tôi thôi. Như vậy đi, tảng sáng ngày mai cô cứ mua lồng đèn về cho tôi. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Lồng đèn? Qua luôn ngày mai. Mời bà uống canh. Mời mợ. Mời cậu. Bác đã ăn trở lại được rồi, tụi con cứ việc yên tâm. Bác à, người ta nói là khi ăn được rồi là coi như hết bệnh. Bác ăn được rồi thì con Thiếm Quân cũng bớt lo nhiều. Má à, nếu má ăn được rồi thì ăn nhiều chút nha. Nhất thời má chưa có ăn được nhiều đâu. Đồ ăn bữa nay hơi thanh đạm một chút, đúng ra cũng hợp khẩu vị má lắm. Được, ăn cơm đi. Bác à, bác bị gì vậy? Bác à, bị gì vậy? Bác à, có lẽ tại uống mau quá. Nếu ăn không được thì thôi, đừng có ráng nữa. Đúng rồi bác. Được rồi, để má nghỉ chút là không có gì. Thưa bà, bây giờ sao tự nhiên mua nhiều lồng đèn vậy? Mợ à, là do bà biểu tôi đi mua đó. Là tao kêu mày đi mua? Dạ phải, hồi sáng bà dặn con mua đó mà, bà quên rồi sao? Đâu có. Sáng nay ta đâu có sai mày làm cái gì. Ây da, bà nói là bà sợ tối, bà sai con đi mua đó. Con hỏi bà mua một cái có đủ hay không, bà nói là không đủ, mua càng nhiều càng tốt. Con dặn con trước trời tối phải thắp lên đó. Tao thiệt nói vậy sao? Dạ phải, bà không tin thì hỏi cậu Long đi. Dạ đúng đó bác. Bác quả thật là có nói vậy đó. Má à, có khi nào má quá mệt quên rồi hay không? Má thiệt là không nhớ gì hết. Bao nhiêu người nghe má nói như vậy mà má cũng quên được. Thưa bà, để con thắp lên nha. Thôi được, dù sao cũng mua về rồi, thắp cho nó sáng cũng đỡ. Con đi làm công chuyện. Thôi đừng có đứng nữa,
Ngồi xuống đi. Má không thể nào lãng trí vậy đâu. Không biết là má còn làm điều gì mà má lại quên nữa hay không đây. Ăn cơm đi. Dạ. Bà, hôm qua anh giao sổ sách đó cho tôi, sao lại lấy ra coi nhanh quá vậy? Tại vì tôi qua áo muôn gấp quá cho nên đem ra coi kỹ lại hết mà. Ủa? Sao nhiều khói quá vậy nè? Đúng vậy. Mau chạy đi, kêu người chữa lửa, nhanh lên. Anh đừng có vô, anh vô không được đâu. Anh cẩn thận nha. Ờ được, anh chạy đi, chạy đi kêu người cứu lửa. Mau cứu mới ra đi. Tôi biết rồi, mau kêu người chữa lửa đi. Báo người ta, có người ta, cháy nhà rồi. Báo người ta. Cháy nhà rồi hả? Bây giờ làm sao đây? Đừng có nhiều, cứ đi làm gì đi. Bác sĩ, má có tự thế nào? Bệnh nhân đã già rồi, cộng thêm bị hít khói nhiều quá khiến não bộ bị tổn thương rất nặng. Vậy tức là sao? Chừng nào bà tỉnh lại? Khó nói lắm. Nếu qua luôn đêm nay mà vô sự thì bà giữ được cái mạng. Cô cũng nên tính toán hậu sự cho bà đi. Bác sĩ, ông nói rõ ràng thêm chút nữa đi. Nói về khía cạnh của y học thì bệnh nhân không thể nào còn trí nhớ được nữa, mà cũng không biết nói chuyện. Bà chẳng khác gì một người chết. Lệ Quân nha. Bác sĩ, cô không sao đâu, chỉ bị xúc động chút thôi. Tôi cho thuốc cô uống là không có gì. Chị Tư à, chị ra lấy thuốc đưa Lệ Quân đem về nhà, sau đó đưa cô về nghỉ ngơi. Lệ Quân, tôi coi chừng bác gái được rồi. Anh Long, cô về nghỉ đi. Không có sao, tôi đây được rồi mà. Vậy tôi đi nha. Bác sĩ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chai thuốc này là trị về tâm thần. Chỉ cần mỗi ngày tôi chích cho bà một mũi thì bà không bao giờ biết nói cả, mà cũng không bao giờ biết suy nghĩ, chẳng khác gì là một người cây cỏ. Làm đi. Dạ được. Anh Long. Bác à, bác à, tỉnh rồi hả? Bác à, bác nghĩ đi, không có sao đâu. Bác yên tâm đi hả? Bác à, bác đã cực lâu rồi, đã đến lúc bác phải nghỉ ngơi cho khỏe. Tư, mợ thức chưa vậy? Dạ không, ngày hôm qua người ta đã chích cho mợ một mũi là đã ngủ tới bây giờ đó. Ra ngoài đi. Đi ra đi.
Vậy tôi ra ngoài nha cậu Long. Của chim bao đó. Anh Long qua đó đi hả? Hồi nãy tôi có thăm trường bác. Má thế nào rồi? Bà tỉnh lại, nói chưa đầy hai câu đó xỉu trở lại. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng. Không được, tôi phải đi coi má. Tôi phải đi coi má. Lệ Quân à, đừng có vậy mà. Chính cô cũng không được khỏe. Hơn nữa cô tới đó bác đâu tỉnh lại được đâu. Nếu như cô có chuyện luôn thì tôi thì không biết phải làm sao. Tôi thì có lỗi với Tử Bằng. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn ảnh nữa. Tôi cũng có lỗi với cậu. Cô yên tâm đi. Hợp đồng thì tôi đã đưa qua áo môn rồi. Tìm thích hợp tôi cũng đã chọn xong. Tôi ở lại đây lo cho bác. Anh không có cái mộc đó, có cái hợp đồng cũng vô dụng. Cô không cần lo nhiều. Khi bác tỉnh dậy, nói tôi biết cái mộc nở đâu rồi, cho nên giao tôi trước. Có lẽ tuổi già của bà cũng đã biết. Cái mộc này là của dòng họ cô, do cô giữ mới đúng. Gì vậy? Tôi không có giỏi như má, có thể gánh vác hết cả gia đình. Nếu như má nói giao cho anh giữ trước thì anh giữ tốt hơn. Không được, làm vậy trái luật. Vậy thì cứ coi như tôi nhờ anh giữ đi, được không? Vậy cũng được. Tinh thần cô không được khỏe, cô nên nghỉ ngơi chút đi. Để cô bệnh lại rồi tôi đi với cô thăm bác gái nha. Cũng may là có anh ở đây, nếu không tôi cũng không biết làm sao. Đừng có nói nhiều quá, cái đó là bổn phận của tôi mà. Nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài nha. Bằng, anh hiện ra cho em gặp chút đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu như anh sống lên thác thiên thì phù hộ cho má bước qua hết tai nạn. Chuyện gì vậy? Kiết nhân thiên tướng. Tử Bằng, bà kêu anh gấp quá làm gì vậy hả? Thập Nhất à, cậu qua đây coi thử nè. Tử Bằng, chuyện gì vậy? Anh không hiện ra cho em gặp cũng không sao. Sao nhưng mà giá nào cũng phải tìm cách cứu má. Bây giờ má đang ở trong nhà thương, bất tỉnh nhân sự, tới bây giờ còn chưa tỉnh lại được. Tứ Bận. Má. Bà. Má. Nha, mình là người âm, không thể nào rời về bệnh nhân được đâu. Này cháu à, hãy nói tôi biết có cách nào cứu được má không? Làm sao mà cứu được má đây? Tôi không biết. Nhất định là tại tao. Tại tao tiếp xúc với bà hoài, làm cho bà phải yếu đi cơ thể. Khi mà yếu đi bọng gì mới là bị như vậy. Đâu phải tại cậu. Từ khi cậu chết rồi, bà vẫn yếu hoài đó mà. Như vậy tức là tại tao. Nếu như tao không chết, má đâu phải như vậy đâu hả? Cậu đừng có ôm hết vô mặt mình cậu có được không chứ. Tốt xấu đều do số mạng, có nhiều cái muốn tránh cũng không tránh khỏi. Nếu không thì tôi với cậu đâu có đến nỗi phải chết. Tại sao như vậy?
Tại sao má phải bị như vậy chứ? Người ta tưởng rằng má là lão thái quân của nhà họ Đường, suốt đời khỏi lo ăn lo mặc, sự sống rất là thoải mái. Nhưng mà đâu có ai biết được, từ khi ba nằm xuống, má chưa có ngày nào được thoải mái cả. Má vừa lo gia đình mà còn phải lo luôn tiệm tùng. Còn tôi không yên thần, tối ngày lo chơi hoài, tối ngày chọc tức bả. Tại sao tôi lại không biết hiếu thảo má tôi? Tại sao tôi tệ quá vậy? Thôi đủ rồi, cậu đừng có thần nữa. Cậu thần nữa khiến tôi cũng khóc luôn. Má. Bà. Má đánh được kìa. Má, con là tử bằng đây nè. Để tôi đi kìa bác sĩ. Má, con là được thầm nhất nè. Má. Bác sĩ tới rồi. Bác sĩ. Bà thấy chỗ nào không được khỏe, tôi sẽ chích cho bà mũi thuốc. Chích thuốc vô rồi, bà sẽ cảm thấy thoải mái lắm. Má, tại sao má sợ quá vậy? Thì hồi nào tới giờ bà khám đông y, có mấy thổi chích thuốc đâu. Nếu tôi cũng sợ. Không phải đâu, tại sao bây giờ kỳ vậy? Ây da, chẳng là bác sĩ muốn ngại bà hay sao? Hay là ông muốn để cho bà nghỉ ngơi? Má, thôi mình đi đi. Tôi không có đi đâu, cô đi trước đi. Tôi muốn ở lại thăm chừng bà. Vậy tôi đi trước nha. Quan Âm Bồ Tát, thiện nữ lễ quân, thành tâm kính khẩn với Bồ Tát, cầu xin Quan Âm đại sĩ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, phù hộ cho mẹ chồng con sớm được bình phục. Cho dù lễ quân có giảm phước giảm thọ thì lễ quân cũng chấp nhận. Xin Quan Âm Bồ Tát chứng giám. Quan Âm Bồ Tát không bao giờ chứng như cô giảm phước giảm thọ đâu. Quan Âm Bồ Tát, bà gái giao hết cả dình cho con giải quyết. Con không bao giờ làm phụ lòng của bác. Người ta nói, ở trong một gia đình mà có người đàn bà khóc là đàn ông ở trong nhà vô dụng. Tại vì người đó không có đủ sức, không thể gánh hết gia đình. Nếu Quan Âm Bồ Tát nếu muốn quở trách thì cứ việc quở trách con, đừng có trách bất cứ ai. Nếu phù hộ cho bác gái bình phục, có người chịu giảm phước giảm thọ, thậm chí ngài muốn con đây trên bát đất kỳ tử, con cũng không bao giờ quan than. Xin Quan Âm Bồ Tát chứng giám. Không, anh không thể nào tự trách anh như vậy được. Đâu có phải lỗi tại anh. Vậy thực tế tại cô sao? Tại sao tự trách mình như vậy? Có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu. Đúng vậy, tôi không hiểu. Nhưng mà tôi cũng không muốn cô nói cho tôi biết bất cứ mọi điều. Tôi chỉ muốn nói cô biết, tôi không muốn bất cứ ai trong nhà này có chuyện, dù xảy ra chuyện gì cũng vậy. Lòng con đây bữa nay trình thề, bất luận thế nào đi nữa con phải lo cho lễ quân. Nếu mà con không sẽ bị thiên tu địa diệt, trên xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Anh Long, anh đừng có nói như vậy. Lễ quân là thiệt đó. Lễ quân thiệt đó, nghe tôi nói,
muốn thấy cô khóc đâu. Tôi không muốn thấy cô phải rơi lệ. Dù sao cũng được, dù tôi bị sa đọa cũng được, cái quan trọng là cô không bị tai kiếp. Cô có tin lời nói của tôi không? Lệ Quân, trả lời tôi đi. Tin không? Tôi chỉ vô đây thắp nhang thôi. Tôi cũng không biết là cậu và mợ ở đây. Tôi xin lỗi nha. Thôi, được rồi mà. Ra ngoài đi. Ồ. Tôi cũng phải trở ra ngoài. Lệ Quân, xin lỗi. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, trong lòng tôi thấy rối quá. Tôi cũng không biết tôi đang làm cái gì. Chắc có lẽ tinh thần của tôi càng ngày càng sa sút. Tôi nghĩ tôi cũng cần nên uống nhiều thuốc bổ mới được. Xin lỗi. Lệ Quân. Còn nữa anh Long, chuyện xảy ra lúc nãy, tôi hy vọng từ nay đừng để xảy ra nữa. Lệ Quân, tại sao nói xin lỗi với tôi? Tại sao là cô được biết có lỗi? Tại sao làm những điều có lỗi với tôi hoài vậy chứ? Quan Âm Bồ Tát, nói tôi biết tại sao đi. Nếu bà lên thiên thì bà nói tôi biết tại sao. Có phải tôi không phải là đường tử bằng không? Phải không? Tôi không đoạt được đồ của đường tử bằng, tôi không muốn phải chướng mắt. Dù cô bắt buộc tôi làm gì, là những người trong nhà hậu đường bắt buộc tôi làm gì, là những người hậu đường bắt buộc tôi làm như vậy. Tin bà quá chứ gì. Tôi dứt khoát không có tin. Để tôi coi bà linh thiêng đến cỡ nào. Cậu Long à, cậu trở ra ngoài trước đi có được không? Đừng cản tôi. Cậu Long à, cậu đừng có như vậy. Trở ra ngoài trước đi rồi nói. Làm gì vậy? Bộ bây giờ tôi không có tiền sao hả? Tôi muốn người ta ngủ với tôi thì cứ ngủ với tôi. Yeah. Sao mà lôi thôi cậu quá vậy? Cậu có tiền vậy? Chưa có hẳn là tôi phải tham tiền cậu. Gái của tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Đúng đó Di Hồng. Cô cần tiền của tôi không à? Cô nói đi. Tiền của cậu Long tại sao tôi không thích chứ? Đó. Nhất giờ chị trở ra ngoài trước đi. Vậy hả? Được rồi, em biết liệu mà. Mày muốn cái gì thì muốn đi. Tao chán quá rồi. Đừng có phá tao nha. Được rồi. Hey. Ra ngoài đi. Cậu Long à. Ê, cậu Long à. Cẩn thận. Cậu Long. Có rượu không đem ra? Cậu ngồi xuống trước đi nha. Đem rượu cho tôi. Hey, đừng có uống nữa. Cậu uống nhiều quá rồi. Cậu Long à, tôi biểu cô đem rượu, đừng nói nhiều quá. Đem rượu với tôi nhanh lên. Đi đi. Có phải cô bực bội lắm không? Cậu nói ra đi. Bực bội à? Có cái gì đáng cho tôi bực bội chứ? Cái gì cũng có. Cô nghĩ coi, tôi có gì không tốt chứ? Thì phải rồi. Cả cái tiệm lớn như vậy một mình cậu lo hết. Muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Có gì không tốt hả? Thật ra có chứ.
có biết khóc không? Hả? Tôi hỏi cô có biết khóc không? Cậu Long à... Biết thì khóc đi. Khóc đi. Tôi bị cô khóc. Cô muốn tiền tôi đưa tiền cho cô khóc đi. Khóc đi, cô nhất định phải khóc, khóc. Khóc đi. Khóc thì tôi coi. Khóc đi. Khóc đi. Cậu Long, cậu đừng như vậy mà. Khóc đi. Tôi bị cô khóc mà. Chịu khóc rồi à? Tôi cũng biết lúc cô khóc cô rất cần tôi lắm mà. Cô nghe tôi nói, thật ra không đáng gì cho cô rơi lệ đâu. Chỉ cần cô thấy cần, tôi vĩnh viễn bên cạnh của cô thôi. Vĩnh viễn thương cô. Tất cả đều không quan trọng đâu hả? Hả? Chỉ cần cô thích, chỉ cần cô đồng ý thôi, Lệ Quân. Là Long đây, mở cửa đi. Vô đi. Hả? Lệ Quân, làm gì quỷ giấc vậy? Đứng gì trước đi. Tại ngủ không được à? Này, lúc này cũng không được khỏe, cộng thêm là gan nóng, thận suy, nhất định không được khỏe. Tôi cái phòng thuốc đặc chế gấp thuốc bổ cho cô nè. Bây giờ cô uống đi. Uống đi coi có đỡ không. Anh thì là tốt với tôi quá. Cô đừng có nói vậy, hiểu là được rồi. Ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn đó. Dạ không, con là ma mà không bao giờ bắt nghẹn đâu. Má ơi, ngon lắm đó. Con muốn ngày nào cũng ăn cơm của má nấu. Cái cần nhất là con thích ăn. Nè, ăn đùi gà đi. Con không ăn da gà. Má à, con muốn đi chơi. Đã khuya lắm rồi con muốn đi chơi. À phải, thiếu chút nữa má lại quên mất, càng khuya con càng tỉnh táo. Nè, chơi thì chơi nhưng mà đừng có chơi xa quá. Con muốn đi gặp chú bán hộp gà. Không cho đi. Người ta muốn ngửi bánh hộp gà của chú bán hộp gà thôi. Nếu như có đồ ăn của má làm mà lại có bánh hộp gà của chú, má nghĩ coi có tốt không? Nếu như con thích ăn bánh như vậy, ngày nào má cũng mua cho con ăn là được rồi. Con phải nhìn thấy ổng thì con ăn mới vui. Tại sao? Nếu như ổng không đổ nước thì bị trật chân, còn vui hơn mấy thằng hay trong đoạn hát nữa. Nói tóm lại, người ta là tiệm làm ăn đàng hoàng. Nếu như má không dắt con đi, con không thể nào một mình đến tiệm của người ta mà phá rối. Có hiểu chưa? Nhưng mà... Mùng 8. Dạ. Ủa vậy đó hả ông chủ? Phải rồi. Anh nè, sáng mai người ta đem hộp gà tới đó. Phải nhớ nha. Dạ được, không thành vấn đề. Thôi đừng lao nữa, nghỉ đi. Dạ, chào ông. Không lẽ đã nhìn thấy mình? Khuya rồi mà còn ở ngoài đường. Bây giờ
Nè cậu bé à, sao khuya quá rồi còn chưa về nhà? Sao hả? Đói bụng à? Bánh hột gà đó nha, lẽ ra chú đem về nhà để chú ăn sáng. Nếu như em đói thì em ăn đi. Ăn đi. Ăn xong nhớ về nhà đó nha. Khuya quá còn không về nhà. Đi về đi. Đi theo chú làm cái gì vậy? Khuya quá mà không chịu về nhà, má nhà lo lắm đó. Mau đi đi. Tại sao em đi lẹ quá vậy? Cầm nói cho chú biết. Khuya quá rồi mà còn lảng vảng ngoài đường. Em thấy không, ở ngoài này đâu còn ai nữa. Ai nói vậy? Cả đường đầy người luôn. Đâu có ai. Em không sợ bị bắt cóc sao? Ông bắt cóc sợ tôi thì đúng hơn. Vậy thì em phải sợ ma chứ. Em có biết không, mấy con ma đó thấy ghê lắm mà. Nó có hai cái nanh dài như vậy nè, chuyên môn cắn con nít đó. Đâu có con ma nào như vậy, chú nói bậy. Chú nói thật đó. Chú đã gặp ma sao? Chưa có gặp. Bây giờ chú đã gặp rồi, chú sợ không? Ở đâu mà có chứ. Thì tôi nè. Em hả? Nếu con ma nào mà cũng khôn lanh như em hả, thì chú đâu cần phải sợ. Hay quá, chú không sợ ma, mày lại cho tôi ăn bánh hột gà, kêu má tôi chịu cho tôi chơi với chú đó. Nè em à, nếu lần sau em muốn ăn bánh hột gà thì cứ việc tới Hòa Hưng gặp chú. Cái khác thì không có để đãi em ăn bánh hột gà, ngày nào cũng có hết. Thiệt hả? Người lớn không có gà con nít đâu. Nhà tôi ăn no rồi, trả lại cho chú ăn sáng đi. Đâu có ăn. Sao mà chạy nhanh quá vậy kìa? Má à, Tử Bằng có tới thăm má hay không? Con biết anh có hiếu lắm, anh nhất định sẽ tới thăm má. Con với anh Long đang tìm kết, tụi con nhất định phải làm cho má tỉnh lại. Hơn nữa còn có Tử Bằng phù hộ cho má, má nhất định sẽ vô sự mà. Sao không vậy hả chị? À chị à, chị làm cái gì vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Hả, chị không sao chứ? Chị làm cái gì vậy? Tay chân tôi bủng rủng hết. Có cần mời đại phu tới khám cho chị không? Không cần, tôi khám thầy thuốc rồi. Thầy thuốc nói là không có gì. Vậy mà còn nói là không? Không có gì đâu, tôi về nhà uống thuốc bổ của tôi thì sẽ tỉnh lại ngay. Chị cũng muốn thuốc bổ đó nữa hả? Phải, thuốc này tôi thường hay uống lắm. Uống vô rồi thì thấy rất là tỉnh táo. Nhưng mà không uống thì tay chân bủng rủng hết. Có cái này tôi muốn nói với chị nhưng không biết làm sao mở miệng. Cái gì? Tôi nghi ngờ thuốc bổ đó có vấn đề. Vấn đề gì? Nè, mấy hôm trước á, bến tàu số 1 có hàng tới là do tiệm của mình đặt. Ở trong thùng đó là xích chì.
nhưng đã làm rớt ra ngoài một hộp. Tôi lượm mấy hộp đó chạy vô tiệm thuốc bắt hỏi người ta, thì người ta nói là hột á phiện. Mấy cái ông cô ly ở bến tàu, họ cũng có uống qua. Sau khi ổn rồi, tình trạng cũng giống như chị, tay chân bủn rủn, không uống không được. Anh nghi ngờ ở trong thuốc bổ đó có chất á phiện. Tôi biết là không phải do chị làm, nhưng tôi không dám bảo đảm là không phải cậu Long làm. Anh nghi ngờ anh Long nấu thuốc bổ bỏ á phiện vô hả? Nhị Lưu, tôi nghĩ anh quá nghi ngờ rồi. Anh Long đã làm cho nhà họ Đường biết bao nhiêu chuyện, đâu có thể nào làm hại người mà không có lợi cho ảnh chứ. Hơn nữa còn làm mất danh dự của nhà họ Đường thì anh càng không bao giờ chịu làm. Có lẽ là đúng, tôi rất là nghi ngờ. Tôi nghĩ chắc là anh hiểu lầm rồi. Có lẽ là vậy. Thôi để tôi về nhà nghỉ ngơi nha. Để tôi đưa chị. Không cần, tự tôi về được rồi. Chị phải cẩn thận nha. Ừ, tôi biết. Đi cẩn thận. Chào anh. Nè, ông Kim à, lát nữa có hàng mới tới, ông điểm xong thì cắt hết giùm tôi nha hả? Dạ dạ, đừng làm lộn nha ha. Dạ dạ. Lê Quân không có gì chứ? Không có gì. Cô nói không có gì, mặt mày cô tái quá không được khỏe à? Không, có lẽ ngửi không quen mùi của bệnh viện. Cô có vô bệnh viện à? Khổ, gái ngồi tìm công chuyện nhiều quá, tôi cũng không có thời giờ đi thăm bác gái nữa. À nè, cô có vô thăm bác gái, cô thấy bà sao? Lúc tôi tới đó, bà đã ngủ rồi. Tôi chờ lâu quá cũng chưa thấy thức dậy, cho nên tôi mới trở về tiệm. Mà có cô tái quá, không thôi về nhà nghỉ đi, không cần ra tiệm nữa. Không sao, lát nữa tôi uống thuốc bổ vô là khỏe lại ngay. Ừ. Không biết có phải là quen không, thấy không uống là thấy không có được khỏe. Vậy à? À nè, Nhị Lưu còn nói là... Cậu Long, cậu Long! Sao ông chủ? Gặp được cậu thiệt mừng quá. Thuốc bổ của cậu thiệt hay quá đi. Bà xã của tôi này, từ khi bà sanh tới giờ không có được khỏe. Từ khi bà uống thuốc của cậu vô, bà khỏe nhiều biết mấy đó. Bây giờ tôi giới thiệu bạn làm chung của tôi uống luôn. Nếu thấy khỏe uống thêm vài chai đi chứ. Nhưng mà tôi nhắc ông mà phải uống theo tòa chỉ dẫn nha. Uống nhiều quá không có tốt đâu. Tôi hiểu rồi. Cậu Long thì tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn ha. Quán kia trả tiền đi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Là em đó hả? Sao khuya quá vậy? Làm cho chú hết hồn. Chú ơi, chú không được vui hả? Nè, qua ngồi đây.
Nếu như chú là em thì khỏe biết mấy, khỏi bị phiền phức. Chú muốn giống con? Không phải sao, em là con nít, đâu có chuyện phiền như là người lớn vậy. Cái gì kia bằng phiền phức? Lúc chú từ Quảng Châu xuống Hồng Kông, lớn hơn em có chút xíu à, chú phải giúp má chú bán cháo ở ngoài đường. Vậy ba chú đâu? Lúc chú ra đời thì ổng đã mất rồi. Chú cũng không có ba hả? Vậy chú giống con rồi. Năm chú 12 tuổi, má chú vì chịu cực quá bị bệnh, và sau đó thì chết luôn. Từ đó chú phải bán gánh cháo của bà. Cũng may là làm ăn cũng được, cho nên chẳng bao lâu chú để dành tiền dư mướn được một căn tiệm, không phải dầm mưa dãi nắng nữa. Lúc má của chú còn sống, bà thường hy vọng hai mẹ con phải ráng làm ăn với nhau để dư một số tiền mở tiệm. Sau khi bà chết rồi, chú càng phải cố gắng kiếm tiền. Tất cả chuyện trong tiệm chú phải làm một mình hết. Chẳng bao lâu chú mở được Hòa Hưng. Chú cứ ráng làm cho đến bây giờ. Bánh hột gà còn ngon nữa. Mới đó mà đã làm hết 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm ngoại trừ việc trong tiệm, cái gì chú cũng không nghĩ tới, luôn cả chuyện lập gia đình. Mấy năm nay bạn bè thường giới thiệu nhiều cô gái cho chú coi mắt, nhưng mà chú vẫn không thích người nào hết. Tới khi chú gặp được người mà đã thích thì cổ là cứ tránh né chú hoài. Em tên gì vậy? Mùng Tám. Mùng Tám, có phải chú thấy ghét lắm hay không hả? Chú là người tốt, Mùng Tám thích ăn bánh của chú. Rất tiếc cổ không phải là em. Chú ơi, chú đừng buồn nữa. Cảm ơn em. Anh em, em thích ăn bánh hột gà lắm mà. Hơi nguội chút xíu đó. Em thích ăn thì em cầm lấy đi. Cảm ơn chú bánh hột gà. Khuya rồi, để chú đưa em về nhà nha. Không cần, tự con về được rồi. Vậy thì cẩn thận đó nha. Có cái gì đến Hòa Hưng gặp chú. Dạ, chào chú bánh hột gà. Chào em. Về tới rồi. Mùng Tám mà khuya quá mà con đi đâu vậy hả? Má lo muốn chết luôn. Biểu con đừng có đi chơi mà không chịu nghe. Xin lỗi nha má, con đi chơi. Tối ngày lo chơi hoài không nghĩ đến ăn hả? Nè, má để dành đồ ăn cho con đi nè. Con ăn rồi. Con ăn rồi. Ăn cái gì? Ăn bánh đó. Con có tới Hòa Hưng hả? Dạ không, con gặp chú bánh hột gà ở ngoài đường, ổng cho con ăn bánh hột gà đó. Má đã có nói với con rồi, đừng có làm phiền người ta chứ. Nhưng chú hột gà tốt lắm. Chú cũng giống như con không có ba. Chú còn khổ hơn nữa, chết luôn cả má, chỉ còn lại một mình cô đơn. Má đã nói với con rồi, đừng có nhiều chuyện quá. Má à, nếu như chú bánh hột gà làm ba của con thì ổng đâu có cô đơn nữa. Mùng Tám, không cho nói chuyện bậy bạ. Ổng còn nói người ổng thương không có thương ổng. Hay là má thương ổng đi. Mùng Tám à, sao con nói bậy hoài vậy? Từ nay má không muốn cô gặp ổng, cũng không muốn cô nhắc tới ổng trước mặt của má nữa, có biết chưa? Tại sao vậy? Không cho hỏi. Mau ăn đi. Con không ăn. Con phải đi kiếm chú bánh hột gà. Con phải đi kiếm chú bánh hột gà. Mùng Tám, con có tin má đánh con không? Con phải đi kiếm chú bánh hột gà. Con phải đi kiếm ổng. Bữa nào má còn đánh con không có được mà. Không nghe lời nữa. Không nghe, em là không cái nghe gì lời, vậy? Không nghe lời. Dạy con thôi, đâu cần phải dữ dằn quá. Nói nè, càng lúc càng không có chịu nghe lời của em. Con phải đi gặp chú bánh hột gà. Cũng như à, con nít nó không có biết gì đâu. Con cũng vậy nữa. Sao lại làm má của con giận? Con không chịu xin lỗi má đi. Con không có lỗi. Tại má không nói lý lẽ. Má không đúng. Mùng Tám, mà kệ nó đi. Cũng như à, đâu phải như vậy chứ. Nói thiệt nha, nói về cậu Lương. Thôi chị đừng có nói nữa mà.
Làm cái gì vậy? Mùng tám à? Khuya quá rồi em ngồi đây làm cái gì? Có chuyện gì mà khóc? Có phải ăn hiếp em không hả? Mẹ đánh con. Chắc là em nghịch chứ gì? Đánh trúng chỗ nào đó hả? Wow, dữ vậy hả? Mùng tám à? Đi theo chú đi. Đi đi. Thôi đừng khóc nữa, ngồi xuống đi, để chú lấy dầu sức cho. Chắc em lì chứ gì cho nên má mới đánh em. Má biểu đừng cứ ăn bánh hột gà của chú, cấm không được gặp chú. Con không chịu, bà đánh con đó. Sao má em vô lý quá vậy, ăn bánh mà cũng đánh em nữa. Má còn nói, từ nay cấm nhắc tới chú nữa. Má của em là ai vậy? Má của con là Cửu Như. Cửu Như là má của em hả? Vậy thì ba của em đâu? Con không giống như chú, không cướp bà. Con mới nói với má muốn chú làm bà của con thì ba đánh con. Vậy thì đúng rồi. Đưa cái tay đây. Để làm gì? Xức thuốc cho em đó. Em ho hai cái lần kìa. Không xức đâu. Không sao đâu, không đau đâu mà. Đưa đây. Tại sao như vậy? Bây giờ anh hiểu rõ rồi chứ. Má, mùng tám là con của tôi, nhưng mà mấy năm trước tôi đã phá bỏ nó rồi. Nó chỉ là một con ma con. Còn nữa, người chồng mà tôi đã lấy chưa đầy một năm là đã bị tôi làm tới phá sản, rốt cuộc còn phải chết luôn. Tôi thấy anh là một người đàng hoàng, còn tôi chỉ là một kẻ khắc tinh, khắc chết chồng. Một người mẹ không có giữ sự sống cho đứa con của mình, cuối cùng cũng làm lại nghề ghế điếm ở đường Tây. Thật ra so với điều kiện của anh có thể kiếm một cô gái tốt hơn tôi gấp cả trăm lần. Tôi không có muốn báo hại anh, tôi càng không có tư cách chấp nhận một người khác. Mùng tám, mình về đi con. Coi em nha, bệnh tới như vậy hay là đừng có đi nữa. Chị nghĩ em kiếm có tiền cũng không bù lại được đâu. Nhất gia, chị yên tâm đi, ông Quỳnh bình thường tử tế với em lắm. Hơn nữa ông từ Kim Sơn về đây là tới kiếm em liền. Nếu như em không đi, mất công người ta nói là em phách lối, mất lòng người ta không tốt đâu. Em nha, chỉ biết lo cho người ta không hả, không bao giờ nghĩ cho mình hết. Quỳnh, ông tới đó à? Nhất già, tại sao phải bắt cô đích thân tới đón tôi chứ hả? Nè, ông tới thì tôi phải ra đón ông chứ. Cô thì biết nói chuyện quá, không gặp cô một thời gian thấy cô phát tài rồi đó nhờ. Ai cũng vậy thôi. Nè, em dùm gì đó?
Có gì đâu, lên xe đi. Chào ông nha, ông Quỳnh. Chào. Ủa, sao mặt mày của cô xanh quá vậy hả? Ủa, hay là về nhà nghỉ đi ha. Thôi khỏi, không có gì đâu. Cô bảo bữa nay đi thi về chắc chắn là thi hay lắm. Cô đó là ai vậy? Cô là chị em của tôi, tên là Như Bảo. Không phải chứ, ông nhìn là người khác hay không? Không có đâu. Thằng Thạch đó tôi nhìn nó từ nhỏ tới lớn, đâu có lý nào lẫm. Ông Mã, tôi với ông hợp tác qua lại cũng lâu lắm rồi. Tôi thấy con của ông như vậy, tôi thiệt lo lắm đó. Thằng khốn kiếp đó thiệt là mắc nết mà. Thì ổn, tôi thương nó quá. Nè ông à, ông không cần phải giận mà quá. Lát nữa con về mình hỏi nó đã rồi tính sao. Còn cái gì mà nói nữa chứ? Chẳng lẽ ông Quỳnh nói vậy không tin ổng hay sao à? Lát nữa nó về nhà, ông đừng có làm dữ quá đó nha. Bậy miệng đi, con hư tại mẹ mà. Chị Phương à, mở cửa đi, chắc nó về đó. Chị Phương, chào ba chào má. À, chú Quỳnh, không phải chú ở bên Kim Sơn sao chú về hồi nào vậy? Chú mới về ngày hôm qua thôi, cũng khuya quá rồi. Tôi xin phép nha. Xin chào. Chào chú nha. Ờ, chào. À, ba má, con lên lầu nha. Được. Mày đứng lại. Chuyện gì vậy ba? Khuya vậy mới về Mỹ đâu vậy đây? Ồ, con đi ôn bài ở nhà người bạn. Ôn bài? Người kiếm gái thì có. Ba nói cái gì vậy? Hồi nãy chú Quỳnh nói hả? Ông thấy mày lãng vảng ngoài đường Tây đó mà. Có chuyện như vậy không? Mau nói với ba con biết là con không có đi đi. Con có một người bạn ở khu đó. Chỗ đó là Hoa Đăng chứ gì? Thằng khốn kiếp mày, học hành không lo, lo đi kiếm gái điếm. Không phải đâu ba, bạn của con ở khu đó thiệt mà. Có không phải là gái điếm gì đâu. Thật là khốn kiếp. Lúc nãy mình nói tao không tin nữa nha. Bây giờ mày chịu nhìn rồi sao? Ba à, cô gái đó là một cô gái đàng hoàng. Cô học giỏi lắm, thành tích cô cũng hay lắm. Gái điếm dù sống là gái điếm. Từ khi mày qua lại với nó, mày thương hại cãi lời của tao. Cãi lại bề trên lớn nhỏ. Nè mày nghe tao nói đi, từ nay về sau cấm mày đi gặp nó. Ba hãy nghe con nói nè. Đủ rồi nha mày, tao không muốn nghe mày nói nữa. Nếu mày kêu tao bằng ba thì từ nay đừng qua lại với nó nữa. Nếu như không, tao không có đứa con này. Ba nghe con nói đi. Mami à, má làm ơn khuyên ba giùm chút đi. Mami à. Tôi đi bên kia kìa. Được, bye bye. Bye bye. Bảo à. Anh Mở, tại sao bữa nay không thấy anh đi học? Ba của anh biết cái chuyện giữa anh và em, ông giận anh lắm. Ông làm sao biết? Thì tại hôm qua anh đưa em về Quang Đăng bị một ông chú gặp phải. Vậy anh cũng đâu cần phải bỏ học. Ba của anh không cho anh qua lại với em, anh không đồng ý. Anh mới cãi với ông bỏ nhà đi luôn. Chẳng lẽ bây giờ anh quen bạn cũng không được hay sao chứ? Nhưng anh đâu cần phải nóng nảy quá. Có chuyện gì từ từ nói. Anh có chứ, nhưng mà ông đâu có chịu nghe. Xin lỗi nha, tối ngày cũng tại em làm cho anh và ba anh cãi nhau. Đâu phải tại em. Nếu như ông không cho anh qua lại với em á, thì anh nhất định không trở về nhà. Bảo à, em có ủng hộ anh hay không? Ủng hộ? Ủng hộ là được rồi, mình trốn đi. Trốn? Hay da, mày đừng có đi qua đi lại nữa, nhức đầu quá rồi nè. Hay da, tôi làm sao mà không lo chứ. Cuộc đời của tôi chỉ có một đứa em gái này thôi, không biết nó có chuyện gì nữa không nè. Cô tưởng là tôi không lo cho nó à? Cô lo mười mấy tờ giấy bỏ cọc để nó đi gặp khách chứ gì. Hờ cô, không phải sao? Hey. Nhất nha. Ý, về rồi hả? Có phải nó đã về rồi không? Sao tự nhiên lại thấy ớn lạnh vậy? Có phải nó đã về không? Tôi đã chờ cậu suốt cả đêm, cái bóng ma cũng không thấy nữa. Vậy mà còn không chịu ra ngoài kiếm. Ý, thì ớn lạnh quá ha. Hey, thì mặc thêm cái áo vô rồi ra ngoài đó chờ nha. Nhớ khi nào nó về kêu nó vô đây. Ồ. Ây da, Nhất Gia à, tính sao đây? Cô đừng có lo quá, ngồi xuống trước đi. Hả? Ây da. Nè, nói không chừng em của cô đi cặp với lại thằng Hạnh đó quên hết thì giờ. Cổ khôn lanh lắm mà, cần gì phải lo lắng như vậy. Nhất Gia. Ủa, em về rồi đó? Không phải, ở ngoài có khách muốn gặp cô Bảo. Hả? À, mời vào. Mời vào. Ây da, ông muốn kêu con Bảo đi khách đó hả? À, mời ngồi. À, bà là... Mời bà ngồi luôn. Kia mà rót nước đi. Dạ.
Chuyện là vậy, con bảo nó. Cô nha, lập tức kêu ông Bảo, kêu thằng Thành của tôi ra đây. Nếu không tôi không khách sáo với cô đâu. Ông Mã đó hả? Con Bảo của tôi nó cũng mất tiêu suốt đêm nay, thì làm sao dám giấu cậu Hạnh? Cô không cần giả mù sa mưa nữa. Nếu như cô không giấu con của tôi hả, thì nó đi đâu được chứ? Thiệt tức cười, con của ông bà lớn quá rồi, có chân có tay, nó đi đâu mà không được. Cô đừng lên mặt quá nha. Ở đây ai ai cũng nể mặt tôi cả. Cô có tin là tôi phá sạch cái trại điểm này không? Nha, bây giờ ông hù tôi đó hả? Tôi nha, không phải là thân hào văn sĩ, nhưng mà tôi ở đây cũng có chút máu mặt đó mà. Tôi sợ ông à? Ông cảnh năm, ông trưởng nào tôi cũng có thân hết. Ông có tin là tôi sẽ kiện ngược ông lại bắt cóc người của tôi hay không? Cô Nhất gia, coi như là tôi năn nỉ cô đi. Vợ chồng của tôi chỉ có một đứa con trai. Nếu như cô thiệt có giữ thằng Hạnh của tôi, làm ơn biểu nó trở ra để vợ chồng tôi dắt nó về nhà được không? À? Cần gì nói gì để nói chứ. Mất công làm mất tư cách cô mừng. Tôi cũng không thèm nói với ông đâu. Đúng là con mình không giữ đi mắng vốn người ta. Nè thôi mình gì? Đi khuất cho rồi. Kệ mà tiện khách. Đi. Phen này chết rồi. Không biết là hai đứa tụi nó đi đâu nữa. Nè, tôi làm sao biết được? Tôi đâu phải là học sĩ tiên tri. Không được đâu. Tôi phải nói cho Thập Nhất biết để cùng nhau đi kiếm nó. Thì đi lẹ đi. Hả? Thánh thần, tạm mượn đồ cúng xài một chút nha. Xin thông cảm. Nè, sao hả, có kiếm được không? Kiếm không ra. Chúng tôi kiếm đủ chỗ hết rồi. Những chỗ tụi nó thường tới, nhưng mà kiếm không ra. Hả, vậy tính sao? Chết rồi. Bảo à, em đi đâu vậy hả? Em đừng có làm cho chị sợ nha. Cô đừng vậy mà. Tôi nghĩ con Bảo không có gì đâu. Tôi chỉ sợ hai đứa tụi nó vì bà của cậu Mã phản đối tụi nó bồng bột nhất thôi. Bây giờ con Bảo nó ăn học nhiều lắm. Người ta nói ăn học nhiều thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn, không bao giờ dại dột đâu. Mong thì mong như vậy thôi. Mấy người đang kiếm người à? Bộ mày biết nói đâu xong. Mấy người kiếm cô Mã và thằng Bảo hả? Họ đang ở... Nè, tụi nó đang ở đâu vậy? Có nhiều khi ma có tiền mới đẩy được cối đó nha hả? Thủy à, bây giờ là thế nào chứ? Mày còn nói ba chuyện đó. Ây da, cho hắn đi, cho hắn đi. Nè cầm đi. Cảm ơn. Anh phải nói tụi nó đâu mới được chứ. Hồi nãy tôi thấy hai người ở Hồng Mai Cốc. Hồng Mai Cốc? Nè Trong à. Đúng là thứ mà ham tiền, thấy tiền thì mắt sáng trưng. No.